Xin chào anh em nhé, lại là mình Kiệu Ngon Miệt và hôm nay mình quay trở lại giới thiệu anh em những cái dòng kẹo nhập chuẩn nhất thị trường để anh em sử dụng nhé. Và anh em đang xem video của mình thì mình phiền anh em cho mình xin một đăng ký kênh để mình đến là tương tác với anh em và anh em bật chuông thông báo lên để nhận được những chương trình tri ân mới nhất bên mình nhé. Còn cách thức mua hàng bên mình thì anh em đặt hàng mình sẽ ship COD cho anh em. Anh em nhận hàng thanh toán tiền, anh em lưu ý hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá. Anh em tin tưởng thì mua hàng, anh em không tin tưởng anh em qua shop khác nhá, tránh mất thời gian. Đó. Còn hàng nhà mình thì mình đã giới thiệu như thế nào, sẽ gửi đến tay anh em 100% nhà mình giới thiệu luôn. Anh em nhận hàng không được như mình giới thiệu, anh em cứ gửi lại hàng cho mình nhá. Để mình gửi lại tiền cho anh em hoặc là đổi hàng cho anh em. Đó. Thế cho anh em yên tâm nhá. Đó. Đầu tiên hôm nay mình giới thiệu anh em cái mẫu đằng ăn mập nhá. Nhà mình có từ 4.5 đến 6.40 cho anh em. Đấy, đầy đủ kích thước luôn. Còn 5 chấm thì nhà mình có từ 5.50 đến 5.56 anh em nhé. Đó. Anh em nào mà chơi lâu nghề cành nó mòn thì anh em tăng size lên. Đó. Đầu tiên là cái mẫu 4.5 này. Đó. Mẫu 4.5 này mình đang bán là 470.000 một cân nhé. Đó. Về tròn đều chuẩn 100% luôn. Hàng nhập đóng máy anh em nhé. Đó. Và tất cả đều là chỉ mềm. Không một chút ba view góc cạnh luôn. Riêng cái mẫu đằng ăn mập này thì nó rất dễ chơi, nó không lên cành. Và mình đang bán chạy nhất là cái mẫu này luôn. Đó. Còn đây là 5 chấm. Đấy, nhà mình có từ 5.50 đến 5.56 anh em nhé. Đấy, viên kẹo rất là sắc nét luôn, không một chút ba vía góc cạnh nào. Đấy. Kẹo nhà mình thì mình bao bao đều, bao chuẩn cho anh em nhé. Đấy. Bao chuẩn cho anh em là 130 m và bao lắp xe là 90 m. Đấy là bao cho cái cành trung bình anh em nhé. Đấy, cành anh em ngon, anh em có thể vụt được xa hơn nhiều. Đó, về tròn đều chuẩn 100% luôn. Về hai tầng hết anh em nhé. Đây là 554 này. Đó, đầy đủ kích thước luôn. Phế tròn đều chuẩn 100% luôn. Đó, nhìn góc cạnh rất là sắc nét anh em nhé. Đó. Còn đây là 5.56. Đằng ăn mập này thì không kén cành. Đó, cành nào cũng sử dụng ngon luôn. Đó, cành càng ngon, bèm càng xài anh em nhé. Đó, còn đây là 6 chấm. Đấy, cái mẫu 6 chấm này nó thiên về sức phá nên lực công phá của nó cực kỳ mạnh luôn này. Viên kẹo nó rất là to. Đó, thích hợp cho những anh em nào mà hay bèm những con thú lớn anh em nhé. Bèm những con mồi lớn ấy. Đó, nhà mình có 635 và 640 nhé. Đấy. Nấm nùn đằng ăn mặt. Còn đây là 640. Đấy. 5 chấm và 6 chấm thì mình đang bán là 450 nhé. Đấy, còn 4.5 là 470.000. Đấy, bởi vì là cái mẫu 4.5 này vừa rồi nhà sản xuất đòi tăng giá họ mới làm, bởi vì sản xuất nó quá là lâu, đấy, mất rất nhiều thời gian. Còn đây là mẫu Monster nhá. Mẫu Monster mình đang bán là 500.000. Mẫu Monster nó sẽ dài ngắn mập một chút, uy lực của nó sẽ mạnh hơn và độ vươn của nó cũng sẽ tốt hơn anh em nhé. Mẫu này thì rất nhiều anh em đang săn đón hiện giờ luôn, đang là trào lưu rất là hot anh em nhé. Đấy, chơi mẫu này không ghen cành, cành nặng sử dụng ngon. Đấy. Tầm hiệu quả của nó cực kỳ tốt anh em nhé, độ vươn độ chính xác cực kỳ tốt. Đấy, mình đang bán là 500.000. Đó, cũng là về hai tầng anh em nhé. Đó. Còn đây là mẫu sờ lung, mẫu này thì có độ chuẩn cực kỳ cao. Đó. Anh em chơi mẫu này tăng áp cao lên. Đấy, sờ lung khuôn nhập chỉ dây đít nõm nặng 26 g này anh em nhé. Đấy, mình đang bán là 500.000. Mẫu này thì nhà mình chỉ có 5.5 và 552 thôi anh em nhé. Đấy. Mẫu này có sức phá cực kỳ mạnh, độ chuẩn cực kỳ cao luôn. Bao chuẩn cho anh em là 150 m nhé. Đó. Hầu như những cái anh em mà chơi ngoài 100 m, ngoài 150 m thì anh em đều chọn mẫu sơn lung nhé. Đó. Bởi vì nó có độ chuẩn cực kỳ cao. Đó. Nó chịu ảnh hưởng gió rất là ít luôn. Đó. Còn đây là cái mẫu xuyên phá GP nhé. Mẫu này thì rất phù hợp cho những anh em nào mà đi rừng. Đó. Mẫu này thì có độ xuyên thấu cực kỳ mạnh luôn. À, nhưng mà mẫu này thì độ chuẩn nó sẽ không cao bằng mẫu sờ lung nhé. À, nhưng sờ lung thì nó hơi kén cạnh nhé. À, anh em đi rừng bèm những con thú lớn đấy, anh em cứ chọn mẫu này. À, bèm một phát là cũng luôn anh em nhé. À, ví dụ như lợn rừng hay là khỉ gì đấy. À, anh em chơi 6 chấm cực kỳ phê. À, mình đang bán là 450 mẫu này nhé. À, và anh em mua hàng thì liên hệ với hai đầu số trên clip nhé. Xin chào anh em.